Ừ, chị ăn nốt nha. Nào, há to nào, cố lên nào. Hết rồi đây. Há to, há to. Há to. Đây, hết rồi đây, há nốt nào. Nốt, nốt, cố lên, cố lên. Rồi, hết rồi. Rồi. Đấy nha, uống thuốc nha. Chị uống thuốc nào. Há mồm, há mồm. Há mồm to. Há mồm, cố cố lên nào. Uống nào. Uống nước này. Rồi, rồi. Chị cần tôi giúp gì nữa không? Thế tôi xuống dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ nhá. Mời vào. Em. Sau khi anh đi, em tìm được cái này. Vậy là Vân nói đúng. Nhân đã theo dõi và tìm cách hãm hại cô ấy. Có chuyện này em không biết có nên nói không. Em cứ nói đi, không việc gì phải ngại. Nhân đã từng bắt cóc anh Thái. Vậy là có khả năng rất cao cô ấy đã làm điều tương tự với Vân. Nhưng cũng có thể không phải là cô ấy. Muốn biết chính xác, anh đã có một cách. Cách gì ạ? Anh nói đi. Đó là tác động để nhân cách thứ hai của em trở lại. Không được đâu. Em... Có anh ở đây rồi. Em không phải sợ đâu. Nhưng mà... Bây giờ Vân đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc kinh doanh của anh. Nếu như không có cô ấy, anh không thể ký hợp đồng. Chẳng lẽ em không muốn giúp anh à? Em có. Em... Vậy thì còn chần chừ gì nữa. Mình đi thôi. Đi đâu ạ? Đi. Ai đi qua nơi đó, ai trong lòng say mê. Ô ô la la, ô ô la la, đường cong em đây mà. Ô ô la la, ngọc ngà. Sexy lady, ô ô la la, 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 đường cong của em đây mà. Anh ấy sao rồi? Hả? Được được, 10 phút nữa tôi sẽ tới. Nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa chị ạ. Bác sĩ bảo tình hình đang xấu đi rất nhanh. Tôi không muốn anh ấy đi mà không có tôi bên cạnh. Anh đi nhanh giúp tôi đi. Vâng ạ. Mau đưa anh ta đi cấp cứu. Đi thôi chị, không cứu được đâu. Phải đưa anh ta đi bệnh viện đã. Chồng chị đang gặp nguy kịch, nếu mà chậm trễ thì chị cũng không gặp được nữa. Nhưng
Nhanh lên, có người tới. Lòng cháu không muốn chuyện này xảy ra với bác, nhưng nếu như anh Minh biết tất cả chuyện này là do Lan gây ra thì anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, và đó là điều cháu muốn. Nếu có sang thế giới bên kia thì bác cũng đừng oán giận cháu nhé, cháu cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Bác sĩ, anh có cách nào để đưa nhân cách thứ hai của Lan trở lại không? Có một cách, nhưng... Anh cứ nói đi, cách gì? Tôi nghĩ không nên dùng cách này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Lan và làm cô ấy bị tổn thương. Anh cứ nói đi ạ. Đây là dùng vũ lực. Nhưng mà ngoài cách này, không lẽ hết cách rồi à? Tôi không chắc chắn là khi nào nhân cách thứ hai của Lan quay trở lại, nên buộc cô ấy phải đối diện với những tổn thương trong quá khứ. Đấy là cách duy nhất. Em đã từng nói với anh là em sẽ vì anh mà làm tất cả đúng không? Và em hãy giúp anh đưa nhân cách thứ hai của em trở lại nhé. Lan, em sao không? Nhưng mà anh không còn cách nào khác nữa. Anh có còn là đàn ông nữa không? Lan đau 1 thì tôi đau 10, nhưng mà tôi buộc phải làm như vậy. Mở cửa, mở cửa. Ôi chị Vương, chị làm sao thế này? Ui, muốn gì thì chị phải gọi tôi chứ. Mà tôi quên mất chị có nói được đâu. Ôi ướt hết cả rồi. Ủa thân chị quá. Đang tự nhiên tự lành thì lại đập đầu vào bàn. Tôi thành liệt giường. Mở cửa. Mở cửa ra. Đừng đánh tôi. Lan, trước mặt em là một cánh đồng hoa thật đẹp. Em vươn vai lên, hít một hơi thật sâu, thật sảng khoái, nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ, chìm dần vào giấc ngủ, chìm dần vào giấc ngủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô tưởng cô cướp anh Minh của tôi dễ dàng như thế à? Còn khuya nhá. Em đã ngủ bao lâu rồi hả anh?
Em dậy rồi đấy à? Em thấy trong người thế nào rồi? Em ổn rồi anh ạ. Em uống nước đi. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nói với Minh là dùng bạo lực có thể đưa nhân trở lại. Chuyện qua rồi, bỏ đi anh. Có việc này nữa, không biết có nên nói với em hay không? Anh cứ nói đi. Anh nghĩ nếu mà em cảm thấy em và Minh không hợp nhau nữa, hoặc là Minh không thể chấp nhận con người hiện tại của em, thì cách tốt nhất không nên gượng ghép. Nhưng em vẫn còn rất yêu Minh. Em có chắc là Minh cũng yêu em không? Em nghĩ là có. Nếu không thì anh ấy đã không hỏi cưới em. Nếu yêu em, trân trọng em thì sẽ không bao giờ làm em đau. Sở dĩ anh ấy làm như vậy cũng bởi vì yêu em. Em lấy đâu ra cái mớ lý thuyết đấy? Vì yêu em mà anh ta dùng bạo lực với em à? Từ hồi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ấy đánh em. Mà anh ấy cũng không cố ý, anh ấy chỉ muốn gọi nhân ra thôi mà. Ok, anh hiểu rồi. Không ai có lỗi, lỗi là do tình yêu. Em cảm thấy có lỗi vì tại em mà Minh mới thay đổi tâm tính. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Gọi điện cũng không nghe máy nữa. Không thích thì không trả lời. Sao không? Vẫn giận anh vì chuyện hôm trước à? Thôi rồi, tối nay anh xin chị Lan nghỉ sớm. Anh đưa em đi xem phim nhé. Anh thích thì đi một mình đi. Tối nay em có hẹn đi chơi với anh Tùng rồi. Lại anh Tùng, suốt ngày anh Tùng. Thế làm sao? Lúc nào anh cũng nói với em cái giọng thế thế. Anh Tùng chẳng bao giờ như thế với em đâu. Anh ta chỉ muốn lợi dụng em thôi. Này, em cấm anh đừng nói anh Tùng như thế đấy. Em còn quá ngây thơ, non nớt so với anh ta đấy. Ừ, em non nớt cũng được. Ít ra ấy, mẫu đàn ông của em là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn và phải chiều chuộng bạn gái, chứ không có như anh đâu. Em mà không nghe lời anh ấy, em sẽ hối hận cho mà xem. Hối hận cũng được. Em không cần anh làm bảo mẫu của em đâu. Bạn gái anh đâu rồi mà lại để anh ngồi một mình thế này? Ơn rồi, Vân đây rồi. Nào, cùng chúc cho dự án kinh doanh sắp tới của chúng ta thành công mỹ mãn. Mấy ngày hôm nay em lặn không chút sủi tăm, làm anh ăn không ngon ngủ không yên đấy. Em có muốn như vậy đâu. Chỉ tại... là Lan đe dọa em đúng không? Sao anh biết? Anh uống vừa thôi, không là say đấy. Anh đang muốn say đây. Thế thì để em say cùng với anh nhé.
nói cho anh nghe. Lan, à không, nói chính xác hơn là nhân cách khác của Lan đã làm gì em? Cô ta cho người theo dõi rồi định bắt cóc em. Cho nên em phải tạm tránh đi một thời gian, cắt liên lạc hoàn toàn với mọi người. Mà em nghĩ anh không nên tiếp tục ở bên cạnh một người phụ nữ đáng sợ như vậy nữa. Anh biết, nhưng mà trước khi từ bỏ, em vẫn muốn thử một cách khác để kiểm soát cô ấy. Thế nhỡ may biện pháp khác của anh không hiệu quả thì sao? Anh sẽ chia tay. Anh làm như vậy là đúng đấy. Chị Linh. Chào Quân đấy. Em cảm ơn ạ. Quân khách sáo thế. Em... từ nay Quân đừng gọi Linh là chị nữa, cứ gọi tên cho thân thiết. Như thế làm sao được ạ? Được hay không là mến hết Quân ạ. Lan, em có yêu anh không? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Em chỉ cần trả lời anh thôi. Là em có yêu anh không? Nói anh nghe, là em yêu anh đi. Em yêu anh. Vậy thì chúng mình làm đám cưới nhá. Chuyện này em đã nói với anh nhiều lần rồi còn gì. Đủ rồi. Em chỉ lấy cớ chữa bệnh để đi gặp tên bác sĩ đó thôi. Em và anh Thái chỉ là bạn. Chỉ là bạn. Anh không tin em à? Anh làm sao tin em được khi em và hắn ta ngày nào cũng kè kè bên nhau. Bởi vì anh Thái chỉ mong mau chữa khỏi bệnh cho em thôi. Em đừng lấy lý do chữa bệnh để biện minh cho việc làm của mình nữa. Em, anh xin lỗi. Chỉ vì quá yêu em nên anh mới làm như vậy. Kể từ giờ, việc kinh doanh của em cứ giao lại hết cho anh. Như vậy em có thể toàn tâm toàn ý chữa bệnh. Anh sẽ giúp em tiếp quản và mở rộng cửa hàng. Thế còn em sẽ làm gì? Em chỉ cần ở lại trong bếp để chuyên tâm làm bánh, không cần đi ra ngoài. Như vậy anh không phải lo về sự thay đổi nhân cách trong em. Anh đang ra điều kiện để em hoàn toàn phụ thuộc vào anh, để anh dễ kiểm soát em hơn đúng không? Theo một cách nào đó, em có thể hiểu nôm na như vậy. Cho dù việc kinh doanh cửa hàng có khó khăn vất vả, thì em cũng muốn tự mình gánh vác, chứ không muốn phụ thuộc vào anh. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Anh chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho em thôi. Em suy nghĩ kỹ rồi. Anh hãy trả lại giấy tờ cửa hàng cho em. Xin lỗi em, anh không thể. Anh không thể làm như thế với em được. Đó chính xác là điều anh cần làm để giữ em ở bên và để bảo vệ tình yêu của chúng mình. Em cứ nghĩ anh là người hiểu và thông cảm cho em nhất, nhưng có lẽ em đã nhầm.
Cho dù anh có trả lại giấy tờ cửa hàng hay không, em cũng không thể sống cuộc đời của một cây tầm gửi được. Em đã hết yêu anh rồi đúng không? Em sẽ không trả lời câu hỏi kiểu này thêm một lần nào nữa đâu. Em đang coi thường anh. Anh về đi, em muốn ở một mình. Này, em biết tin gì chưa? Tin gì? Cửa hàng làm sao? Cửa hàng sắp phải đóng cửa rồi. Anh nói cái gì đấy? Chị Lan bị người ta lừa mất hết giấy tờ rồi. Thế một hay hai cửa hàng? Cả hai. Khốn nào làm cái chuyện đấy đấy. Minh nào? Chỉ Minh người yêu chị Lan chứ còn Minh nào nữa. Minh á? Ừ. Anh không đùa đấy chứ? Thật, đùa cái gì mà đùa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cái lúc mà anh nghe chị Lan kể y chang em bây giờ. Thôi đang sốt hết cả ruột khóc lóc cái gì. Không được, cái cửa hàng này là tâm huyết của chị Lan và tâm huyết của em với anh nữa. Em phải cho anh ta một bài học. Cầm cho em. Này, em đi đâu đấy? Này! Tôi thật quá thất vọng với anh. Có chuyện gì vậy em? Tại sao anh có thể đối xử với chị Lan nhà tôi như vậy được? Anh nói đi. Ngon không? Thôi, hai người nói gì đi. Đang ủ mưu. Chị đang ủ mưu gì? Đầu tiên là phải cho thằng cha Minh đến một bài học. Sau đấy cướp lại những gì nó đã lấy của mình. Hôm nay mẹ mời hai con về đây ăn cơm là mẹ có chuyện muốn bàn. Có chuyện gì thế hả mẹ? Tất cả cũng vì anh quá yêu Lan mà thôi. Vì yêu? Vớ vẩn. Chuyện người lớn phức tạp lắm, trẻ con như em không hiểu được đâu. Ra đây ngồi, anh nói cho nghe. Ngay cả một đứa trẻ con mới tập tành yêu đương như tôi còn biết khi yêu một người thì phải cho họ làm những điều mà họ thích. Chứ ai như anh lúc nào cũng gò bó ép buộc người khác thôi. Thanh à, chuyện của anh và Lan để bọn anh tự giải quyết. Đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Trông anh thì cũng đâu có đến nỗi, nhưng sao lòng dạ anh xấu xa bỉ ổi thế? Em còn nhỏ, đừng vô lễ với người lớn. Tôi cứ thích đấy. Tôi mà phải ngoan ngoãn, lịch sự với hạng người như anh à? Em quá đáng rồi đấy. Trước nguy cơ Lan bị lừa mất cửa hàng, mẹ tính là sẽ bán căn nhà và mảnh vườn dưới quê để lấy tiền cho Lan làm lại. Con tính thế nào? Chuyện này... Mẹ biết phần căn nhà ấy sẽ là của con ạ. Nhưng bây giờ chị con đang gặp khó khăn. Con hiểu mà mẹ. Chuyện quan trọng bây giờ là cần phải cầm cố căn nhà để lấy vốn cho chị mở cửa hàng mới. Còn những chuyện khác mình tính sau cũng được. Hai người không cần phải làm thế. Chuyện của con tự lo được. Con nhất định sẽ bắt hắn ta phải nôn giấy tờ cửa hàng ra. Thôi,
Con cứ coi đây là cái vận cái hạn của nhà mình đi con. Mẹ nói thế mà nghe được à? Cửa hàng do một tay con gây dựng, là mồ hôi công sức của con, tại sao lại phải dâng đến miệng thằng khác? Mẹ hiểu tất cả những chuyện đó, nhưng bây giờ con còn cả một tương lai ở phía trước. Mẹ không muốn vì chuyện này mà con trở nên hằn học với cuộc đời, mất niềm tin ở cuộc sống như thế. Mẹ nói đúng đấy chị ạ. Mà cũng may ấy, là chị chưa kết hôn với anh ta đấy. Nếu không, mọi chuyện nó còn tồi tệ hơn. Mà con nghĩ rồi mẹ, việc đòi lại cửa hàng thì nhất định mình vẫn phải đòi. Nhưng mà cũng không thể vì sự chây ý của anh ta mà ảnh hưởng đến công việc của mình được. Con trở nên như ngày hôm nay cũng một phần là do tại mẹ. Cho nên con cứ coi đây là sự đền đáp muộn màng của mẹ có được không con? Mẹ già rồi, sống được bao nhiêu nữa mà cần nhà cần đất. Chỉ cần giúp con được một phần nào đấy, dù có phải ra đường thì mẹ cũng cam tâm. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Vậy quan trọng bây giờ chỉ cần ba mẹ con mình đồng tâm hiệp lực, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu công việc của con đang làm mà gặp khó khăn, con chán trường, con mệt mỏi, thì bất cứ lúc nào con cũng có thể quay về nhà được. Mẹ ở đây, lúc nào mẹ cũng chờ con ở đây. Cái em nữa, lúc nào em cũng sẵn sàng một bờ vai cho chị tựa vào. Ôi, hai người xến thế, ăn cơm đi. Em nước đi. À, công việc ở cửa hàng dạo này ổn không em? Ổn cái gì mà ổn? Anh là bạn anh Minh, anh không biết chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì? Anh Minh anh lừa chị Lan lấy hết giấy tờ cửa hàng rồi. Nguy cơ bị mất đi cửa hàng là 99,99%. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể như thế được. Sao lại không thể? Trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra cả. Mà anh cũng phải cẩn thận đấy, không khéo lại bị anh Minh bán đứng nên. Trong chuyện này chắc cứ hiểu lầm gì đó. Chứ anh chơi với mình bao nhiêu năm nay, mình không phải là người như thế. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.